Bắc Cạn bây giờ là 2:10 chiều. Mời anh em đến tham quan xưởng và lắp ráp loa thép chống cháy, địa chỉ là Phạm Ngân Sơn Bắc Cạn. Số điện thoại trên màn ảnh. Mời anh em test cho đông luôn. Đây là video quay trực tiếp. Ship hàng toàn quốc, những tập tiếp chống cháy lắp ráp hoàn toàn bằng thủ công. Rất nhiều loại nhá. Đặc biệt những cặp tép này đều trang bị công tắc chỉnh tép và siêu tép. Gạt lên gạt xuống đây. 1,2 triệu này. 1,8 triệu có đủ. Đây là 500, 600, 900. Loa tép tăng độ nét gấp 4 lần so với tép thông thường. Tạo âm thanh nổi. Không hay không bán nhá. Chúng tôi còn có vỏ gỗ cũng có đủ nhá. Cặp này là 1,5 triệu. Đấy, con này là chưa lắp xong. 1 triệu. Bắc Cạn ngay lúc này nhá. 2:15. Số điện thoại giao dịch trên màn ảnh. Trên YouTube điện tử Phương Lưu và trên Facebook loa tép thông minh. Một cái địa chỉ cực kỳ tin cậy của rất nhiều khách hàng. Chúng tôi chỉ có hai số điện thoại duy nhất nhá. 0269 và 329. Chúc anh em nghe nhạc vui vẻ. Anh em chụp lại màn ảnh. Khi nào nhớ ra Lưu Bắc Cạn thì alo, mình ship hàng cho. Ship bằng đường bưu điện nhá. Cặp này là 900 này, vuông 16 x 16. Còn cái cặp này là 800k. Cặp này là 500. Còn sang bên này. Xem bên này là cặp 1,500k này. Đấy, con này là cặp 1,2 này. Nó đều có công tắc chỉnh tép và siêu tép này. Gạt xuống là tép, gạt lên là siêu tép. Đây là 800. Đây là xưởng lắp ráp hoàn toàn bằng thủ công nhá. Đây này anh em cực kỳ là ok đi. Để yên tâm. Làm chúng tôi làm một sản xuất cho anh em. Cặp tép cực kỳ chắc chắn.